Vậy kìa các bạn, vậy lúc xuống kìa. Rồi đó, đó, đó lụm các bạn ơi. Chào các bạn nha, hôm nay mình đi qua bên thì thấy qua đây đó, tới giờ mới đi qua đây câu nha các bạn, cũng có bè có giả rồi này kia lâm gâm. Mà nước thì cũng sâu. Hôm nay mình mới qua được con đầu tiên nè các bạn. Sớm giờ mình chưa thì nguyên gì chân. Mình mới thả xuống thì cũng có thấy ăn lai gai đó nha các bạn. Cũng thấy rỉa đâu này kia đó. Thì không biết dính nhiều hay ít thì mình cũng chưa biết nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Để coi hôm nay mình câu cái điểm mới này có được cái gì không. Có dính mạnh hay không mình cũng chưa biết nha các bạn. Thì này rỉa nè các bạn. Lúc coi. Lúc coi. Đó đó lụm nha các bạn. Hãy cùng tôi coi lý nha các bạn, review nha các bạn. Điểm này là mới ton luôn nha các bạn. Không biết kêu đây bằng cái gì nữa, tại không có ai ở đây để mình hỏi á. Coi lý là gai vậy là được rồi các bạn ơi. Yêu cầu có dính, có rỉa là ngon. Với em gái mình đi câu cá lăng đó các bạn. Tại thèm cá thì mình đi câu ăn vậy đó, chứ thật sự cá lăng cũng dính mạnh lắm nha các bạn. Thì hôm nay lâu lâu cái mình đi đổi chiêu một bữa cho các bạn xem đỡ ngán nha. Chứ mình câu một nốt hoài câu cũng ngán các bạn ơi. Thì nói chung mình câu tôm thì được tiền nhiều hơn, còn câu cá thì tiền ít hơn nha các bạn. Giá trị nó thì số tùy theo số lượng. Ví dụ mình câu cá nhiều thì tiện nhiều, được nhiều ký thì tiền nhiều. Thì mình câu này cũng trang trải cho cuộc sống nha các bạn. À, thấy cũng có lý nha các bạn. Để thả xuống kéo hai càng được hai con là có lý rồi. Từ từ nó sẽ ăn nữa nha các bạn. Mình chưa xả đục nữa kìa. Một xíu nữa xả đục nha các bạn. Con này chắc cũng nhỏ, tầm 3. Nãy giờ nó lại nó chì chì một cái với hai rồi, chịu nó lại. Nước ra nó cũng chảy. Cái bữa hôm kia em đi câu tôm. Em câu mà cũng câu cũng còn cái dòng mé chút xíu. Con này con nhất luôn mà nó không có càng. Tôm bự dạ. Tôm nhất luôn mà không có càng, càng gãy chân. Em bữa gà em cũng câu dính không kê á. Dính tầm càng lửa không rồi. Sao thấy lưỡi đó câu lửa. Thấy lưỡi đó câu im không? Lưỡi của anh đem nghe em lắm nghe. Dính em lắm không? Lưỡi anh là đồ hiệu quá. Lên hàng nha các bạn. Cái gì? Bỏ cái gì? Để nữa kìa các bạn ơi. Lên nữa cái gì à? Mới có 2 cặn chưa kịp gì chẳng các bạn ơi. Trả vô cua trả. Lú bú xuống bú chứ anh chàng. Cũng nhỏ nha các bạn, nó bự. Chứ nó ruột rồi mình nói nhỏ nhỏ cho đỡ quê các bạn ơi. Chứ mình nói bự các bạn cũng không có tin. Cũng quá chảy rồi các bạn ơi. Chảy cái do luôn. Em cọp dây xuồng lại chút xíu các bạn ơi. Chơi dịnh hoài mỏi giò quá à. Này có con dây luôn, quá hên. Quá chảy thì chưa kịp để gì chân các bạn ơi. Chảy thì thôi luôn. Chảy.
quê quê lụm nha các bạn, nhỏ chứ không bự. Đó, lòi muốn chết luôn. Cá hay tôm gì đây? Cá quá các bạn. Thử chạy tôm. Quá bào rồi. Ăn nghịch như cá nha các bạn ơi. Quá chết mọi luôn. Lúc rồi à, đang lên cái này các bạn ơi. Trời ơi ruột trời. Ôi mình không thẳng tay ruột các bạn ơi. Ruột trời. Nó sẽ ổn đi. Mình dịch không thẳng tay ruột. Nghịch thẳng tay là có lý à. Cá gì các bạn ơi. Cũng cá quá à. Rồi cá gì rồi. Có lăn cái dồ vậy các bạn ơi. Cá sát nó chừng. Cá dồ. Đếm à, dính hoài. Đi luôn đi các bạn ơi. Thả luôn. Tại mà mình câu tôm chứ không có bắt cá nha các bạn. Cái cá ngon cái lăng rồi thì kia mình bự bự thì mình bắt. Còn nhỏ nhỏ chắc cũng thả luôn. Trời ơi nữa trời ơi ruột nữa trời. Cái gì vậy trời. Ruột kinh ta. Ruột nữa các bạn ơi. Con ghế trời. Lên hàng nha các bạn. Sống dữ rồi. Siết đi. Lên coi đâu rồi hai ba con cái gì mà dữ vậy nè, dữ đi. Sao mà lâu dữ vậy? Ôi chết rồi em ơi.
dữ các bạn luôn. Lúc nữa rồi. À nữa nè, đậu ô dù các bạn ô. Cũng gì đâu. Quá trời trời ơi. Nữa các bạn không? Lời mà tới chảy nước luôn. Nữa gì nè các bạn ơi. Nữa. Thôi vô trời. Ăn nó trơn đợt nào quá quý. Con này chắc cũng nhỏ. Là tiếp. Dồn ra đây hết rồi. Dồn ra đây hết. À, mưa luôn, xui quá. Được ra đây nè. Không được ra đây nè. Sao đứt bè nè. Nước luôn. Ừ. Nước tôi quặn lại. Tâm dâm luôn. Làm gì đó lâm đi anh đầy xuồng rồi đó. Lâm găm gì đó lâm đi anh đầy xuồng rồi. Nữa các bạn ơi. Đó cho con bự. Đó, ô vậy dữ gì. Lên. Chưa? Quá đen rồi các bạn ô. Đang câu mà mưa gió cỡ này hết ham. Gió thấp nhiệt đới. Mưa bão mưa cỡ này các bạn ô. Chết rồi. Tôm đang dính ầm ầm luôn các bạn ơi. Hôm nay lúc nữa rồi. Hôm nay cũng cỡ mém mém như mấy bữa trước nha các bạn. Hôm nay mình cũng đựng ba phân công nữa đó. Hôm nay thì lúc nữa rồi. Mưa tới các bạn ơi. Sớm giờ tại nó dính mình quay không có kẹp á, dính máy hết pin nữa. Giờ để cục pin vô thì mưa tới luôn. Lên này nữa các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để nữa vậy các bạn. Đó, dưới kìa, dưới lúc nữa kìa. Cặn ngoài nè các bạn. Dưới lúc dưới kìa. Đó, lỡ tay trời. Lúc coi đó, lúc nữa nè các bạn ơi. Lúc nữa rồi. Trời ơi, mất góc luôn rồi trời. Lên, lên. Xử mà tuột lum chân. Ai đó ngồi đó tấp lử đây. Biển câu luôn hả? Chơi. Trời sao chị tóm kiểu đó? Vậy? Ủa sao lọt kiểu đó rồi? Nãy quên lọt đó. Trời ơi trời. Để đưa vô đi ra nè. Bây giờ nè. Hai người mình lính chết luôn. Lính gì bắn. Bị bắn cái đầu ngứa mắt tiêu rồi nè. Đi đường thai luôn. Rồi đang hết bộ liệt xe bóc ui. Làm không kịp với nó ui. Ủa người này ghẻ người kia ghẻ làm như đạn vậy. Cái gì? Lửa nào lửa lửa nó không thể luôn lửa nó coi. Có. Thấy là cũng hồi luôn coi, mồi này cũ mới vậy. Mồi đó mới đó, tại nó sức ra trong lưới câu á. Nè. Trời ơi. Đơn máy như mồi nó ui. Thầu vô dục nữa rồi. Lông lông lông. Mình mãi gì miếu dậm cho. Rồi gì sao câu. Móc mở ra. Lòn lại. Chết luôn cô. Chết luôn lão tổng cô. Quá lâu rồi. Không biết đường quờ luôn. Không biết đường quờ. Có bài bản gì hết trơn. Đây nó ghẻ mà dở không kịp luôn. Chắc là tại tôi. Lên hoài. Ừ, là tại cá nó gì rồi.
trời ơi cá lăng trời, nè có cá lăng nè, có cá lăng này lâu thật. Lúc 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 xuống không làm gì được, nó đang tay chân nó đang quýu hết, tại cái gì với ta. Ở đâu quấn vô ăn hết mọi khoai luôn không hay, ăn lẻ thiệt tình lẻ. Nghịch lúc đây nữa nè, rồi nhưng mà không chịu lên nữa quý. Tám chị tám bọng gì đó ngồi đó giảm ra đi tám xong đổi điểm luôn đi chưa khác quá bé, con gì mà nó ghĩa hoài ghĩa không ăn không dính đâu quy, cái gì vui nhé, xuống cây làng còn sao im được, xuống nó lắc lắc dữ lắm. Chét hoài thì dù đó thì ít nhất cũng 2 năm chét một lần, không chét cũng đâu được, nó không chét thì nó chảy. Lụm nữa đó, lụm nữa đó, lụm nữa đó, con bự đó này chắc cho lên bờ chứ câu dính kiểu này là hơi quê. Lụm nữa các bạn ơi, trời ơi chạy đi đâu nữa rồi, chạy vô gốc luôn chợ. What the hell thưa quý, dính mà chạy vô gốc nữa rồi cũng chợ kỳ ta. Chuẩn bị về quý vị ơi, ngày này cũng trễ rồi, chuyển mưa rồi, để về trễ cái mưa cái là thôi luôn. Đúng mà ráng kiếm 5-7 kg đi cưng, tại thời tới tôi dính tôm trời. À, em chạy lên không hả? À, chạy lên anh ra đứng chỗ cầu anh trời nghe. Vậy hả? À, tôi đưa ông lên trên đó nè. Ờ à, vậy cũng dính tôm ăn ủi cuối cùng đúng không? Trời ơi, con tôm nhìn hết ga nó luôn. Quá đen.
Rồi sớm giờ được nhiều nha các bạn. Sớm giờ tưởng mình bật máy không có chưa có quay được hay không có quay. Rồi máy này giờ hết pin các bạn ơi, biết có quay được cái gì hay không cũng không hay luôn nữa. Đó một ba hoa gì nè các bạn, ba hộp đó, tự gì chịu nổi quý vị ơi. Hôm nay tâm nhất nhiều nha các bạn, tại quay không có kịp mà kéo mà không kịp quay luôn á. Các bạn nhớ xem kênh thì đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Quá khứ rồi không có thứ gì chịu nổi thứ này chứ. Đi tình lem luôn đó, bỏ lại đó chặt đi. Đây sớm giờ đi câu với mình nha các bạn, đi câu nửa buổi à, đi câu chút xíu nãy giờ chắc được tiếng mấy đồng hồ vậy, mình mới về, mình câu cũng được 4-5 con vậy đó. Thôi về quý vị ơi.